Thưa quý vị, vào mùa hè năm nay, lần đầu tiên Bảo tàng Kiến trúc Quốc gia của Nga sẽ thử nghiệm chương trình tham quan và giới thiệu triển lãm với hướng dẫn viên robot. Sự xuất hiện của hướng dẫn viên đặc biệt này đã thu hút nhiều người tham gia đăng ký, đặc biệt là các em nhỏ. Xin chào con người, tên tôi là Alan Chim. Hôm nay tôi sẽ kể các bạn nghe về hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô Moscow. Alan Chim đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình tại Bảo tàng Kiến trúc Quốc gia như thế. Pin của cậu được nạp đầy cho 8 tiếng hoạt động, đúng bằng thời gian làm việc trong ngày của mỗi người, với tốc độ di chuyển trung bình như một người đi bộ là 5 km/h. Hướng dẫn viên bình thường có những lúc nói nhầm, nhưng chắc chắn robot thì không. Nội dung và cách nói cũng rất dễ hiểu, dễ nhớ. Thật là giỏi, tôi rất thích cậu ta. Rất thú vị ạ, vì đôi khi robot nói rất buồn cười, nhất là khi bảo, nào chúng ta đi thôi. Điều làm tất cả khách tham quan bảo tàng thích thú là Alan Chim có khả năng nhận biết khuôn mặt, xác định giới tính và độ tuổi của từng người, cũng như thể hiện giọng nói phù hợp với sự tương tác trong thực tế. Và đặc biệt, còn biết trêu đùa trước những câu hỏi như Alan Chim, cậu đã từng đi tàu điện ngầm chưa? Cậu có bạn gái không? Nếu câu hỏi nào khó hơn mà chưa thể trả lời, Alan Chim sẽ mời mọi người cùng nhảy. Bộ nhớ của Alan Chim có hơn 400.000 câu từ khác nhau, trong khi một người trung bình chỉ có thể nhớ khoảng 100.000. Bởi vậy, robot hoàn toàn có khả năng nhận diện, giao tiếp với từng người hoặc từng nhóm người khác nhau. Nhân viên này không có lương, nhưng có giá trị khoảng 13-15.000 USD. Và cậu sẽ còn phải làm việc nhiều hơn nữa trước khi có thể được nhận vào biên chế của bảo tàng này. Khi các bảo tàng Moscow thử nghiệm các ứng dụng công nghệ hiện đại đưa hướng dẫn viên robot vào phục vụ du khách, tạo thêm những điểm nhấn độc đáo, thì bản thân du khách cũng tỏ ra rất hứng thú với những điều mới lạ này. Bằng chứng là họ đến đây để làm quen và giao lưu với những hướng dẫn viên đặc biệt này. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.